Xin chào tất cả anh em theo dõi kênh Nhà Gỗ. Hôm nay giới thiệu đến anh em căn nhà năm gian thông gỗ xến tấu. Nhà làm cực đẹp, sắc nét, cao to. Đấy, toàn bộ là quay chi tiết phần khung căn nhà đang lắp dựng, thợ đang lắp dựng. Tất cả các chuyển và bức thuận là đục tay toàn bộ. Đấy. Toàn bộ là 100% là gỗ xến tấu, gỗ Việt. Hoành xà. Toàn bộ khung xến tấu hết. Nhà là tổng là 32 cái cột. Có 8 cột cái làm theo lối quẻ truyền Bắc Bộ. Đục kênh bông rất đẹp, đục sâu 4 phân. Nhà rộng 8 mét, dài là 16 mét. Đây là em đang dựng cái bộ khung lên thôi. Anh chị em nào ưng mẫu nhà này thì em sẽ lắp dựng bao trọn gói cho anh chị. Nhà mới 100% thôi.